bự dữ ta. Chào chị. Em chào anh. Dạ không cần đâu anh, em tới giao hàng kem đi liền à. Anh nhận hàng giùm em nha. Khoan, chủ của tôi muốn nhận hàng trực tiếp nên cảm phiền chị giao hàng vội vã giúp tôi. Dạ, đồ ăn cũng hơi nhiều á, cho nên. Ê, xe tôi mà. Chị cứ yên tâm, sẽ có người đẩy xe vô cho chị. Mời chị vô. Cẩn thận. Anh ơi, nhẹ tay giùm tôi một cái. Trời ơi, cẩn thận, đổ hết nước chân gà của tôi rồi. Anh ơi. Mời chị vô. Trời ơi. Là anh hả? Chào mừng người đẹp đã đến với nhà của anh. Đem vô chia cho anh em đi. Dạ. Mấy cái này là anh đặt hết đó hả? Là anh đặt. Sao em ngạc nhiên vậy? Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh thanh toán giùm tôi để tôi còn về nha. Cứ từ từ. Em ngồi xuống đi, uống vài ly nước. Dạ thôi không cần đâu. Tôi còn nhiều đơn hàng phải giao lắm. Anh thanh toán giùm cho tôi. Tổng đơn hàng của anh là... Từ từ đã. Nhìn em vất vả quá. Mấy ngày nay đơn hàng nhiều quá. Chắc là em vất vả lắm hả? Anh cảm thấy có lỗi với em ghê. Sao anh biết? Không lẽ... Em đoán đúng rồi đó. Gần như tất cả các đơn hàng của em là do anh đặt. Anh nói sao? Anh coi đi. Dạ. Sao chủ tịch lại đưa cho tôi cái này? Không lẽ anh muốn tôi mua cho anh? Không đâu. Tôi chỉ muốn anh điều tra cô gái chủ trang bán hàng này. Dạ, tôi sẽ làm ngay. Cảm ơn anh. Tại sao anh làm như vậy? Anh muốn giúp em thôi. Anh đừng có mà thái độ như vậy nha. Tôi rất là cảm ơn anh vì anh đã mua hàng ủng hộ cho tôi. Nhưng mà anh không cần thiết phải làm như vậy, bởi vì tôi còn nhiều đơn hàng khác nữa. Tôi muốn em có thêm thu nhập. Giả lại, để em nhận ra một điều. Em thấy đó, mấy ngày hôm nay em buôn bán rất là tốt, đơn đặt hàng rất là nhiều. Em xuôi ngược, vất vả từ sáng cho đến nửa đêm. Một tháng em thu nhập được bao nhiêu? Sau khi trừ chi phí em còn được bao nhiêu? Chuyện đó kệ tôi đi. Liên quan gì tới anh chứ? Tôi không vòng vo nữa. Anh vô thẳng vấn đề luôn nha. Chuyện của gia đình em á, anh sẽ lo hết. Từ từ, nghe anh nói cái đã. Chi phí của gia đình em từ A tới Z anh sẽ lo. Còn em sống nhàn nhã trong nhung lụa, muốn gì được đó. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi xin phép được từ chối. Tại sao? Bởi vì tôi được dạy là không được nhận bất cứ thứ gì nếu mà không phải là do công sức của mình làm ra. Với lại tôi cũng biết là ở trên đời này không có ai cho không ai cái gì hết. Đúng, em nói đúng. Tất cả những gì anh cho em đều có điều kiện. Cho dù là điều kiện gì thì tôi cũng xin phép anh được từ chối. Trả tiền cho tôi đi, tôi còn đi về nữa. Những lời làm người tình của tôi, em sẽ có tất cả. Em nỡ từ chối sao? Anh đừng có làm bậy nha. Trả tiền đi cho tôi còn đi về nữa. Thôi được, coi như là anh chưa nghe lời từ chối từ em. Em cân nhắc thì trả lời anh. Không cần cân nhắc nữa. Câu trả lời tôi đã có rồi, và tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định. Trả tiền đây. Được.
anh sẽ chuyển tiền cho em. Tiền thừa của anh nè. Chào. Để coi em chịu đựng được mấy ngày. Bên Bờ Hạnh Phúc phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.